Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Xe Điện Việt Thanh. Và nếu như các bạn còn nhớ thì trước đây Xe Điện Việt Thanh đã có một cái video giới thiệu về mẫu xe Vespa Valerio S. Và đó là một mẫu xe nhận được rất nhiều sự yêu thích và quan tâm của mọi người với thiết kế trẻ trung và công nghệ hiện đại cho một chiếc xe điện. Đặc biệt hơn, hôm nay thì mình có mang tới đây một phiên bản nâng cấp với tên gọi Vespa Valerio SP, một phiên bản nâng cấp trong năm 2020. Chúng ta hãy cùng xem mẫu xe này đã được thay đổi những gì và nó có những gì đặc biệt nhé. Về tổng thể thiết kế, Valerio SP vẫn giữ nguyên form dáng châu Âu với thiết kế tinh tế và lịch lãm vốn có. Nhiều đường nét được học hỏi từ mẫu xe Vespa LX nổi tiếng nhưng đã được cách điệu lại cho đẹp hơn và phù hợp hơn với một mẫu xe điện. Đặc biệt, nếu như là nhược điểm của chiếc xe Vespa là sự to và cồng kềnh bằng vỏ kim loại thì Valerio SP mang lại đến cảm giác nhẹ nhàng với kích thước được tinh giản để các bạn học sinh cao tầm 1m55 đến 1m6 có thể lái xe dễ dàng và có thể dắt xe dễ dàng hơn. Điểm nâng cấp ở phần đầu xe trên chiếc xe này đó chính là cụm đèn pha được thay bằng thấu kính LED. Kèm theo đó ở xung quanh đây chúng ta muốn giải LED định vị đấy, bằng LED ở đây. Và kèm bên ngoài đó chính là một cái giải chrome mạ xung quanh viền xe và trên đầu đèn pha ở đây, tạo cho chúng ta có một cảm giác chiếc xe này rất là sang trọng và tinh tế. Đèn xi nhan của chiếc xe thì cũng được nâng cấp lên đèn LED một cách triệt để, giúp cho chiếc xe tăng phần hiện đại và trẻ trung hơn rất là nhiều. Màu sơn của xe là một điểm mình đánh giá rất là cao với nước sơn mịn, đều đặn và dày dặn. Sẽ có 4 phiên bản màu sắc là trắng, đỏ, đen và xanh để cho các bạn lựa chọn. Đi xuống dàn chân, phần mâm xe cũng đã được thay đổi với họa tiết 5 chấu kép khỏe khoắn hơn, với kích thước 10 inch được giữ nguyên là đủ cho một chiếc xe điện để chạy trong thành phố. Và kèm theo chúng ta sẽ có một cặp lốp đến từ thương hiệu Sobek, và đây là lốp không xăm sẽ giúp cho chúng ta an toàn hơn khi chạy trên đường, và nó sẽ hỗ trợ chúng ta khi mà chúng ta chạy dính phải đinh thì nó cũng không bị xì hơi ngay. Một điểm quan trọng liên quan đến sự an toàn đó chính là hệ thống phanh thì cũng không hề kém cạnh với các đối thủ trong cùng phân khúc, với trang bị phanh đĩa phía trước và phanh tăng chống phía sau. Bước sang phần thân xe, có hai điểm mình thấy tính thực dụng cực kỳ cao của Valerio SP. Thứ nhất, sàn để chân được để rộng rãi cho bạn thoải mái để chân. Và thứ hai, phần yên dày dặn và êm ái, rất là tôn dáng cho người lái và cho chúng ta cảm giác dễ chịu hơn khi lái chiếc xe này. Thực sự cái yên này rất là êm. Xuống phần đèn hậu thì chúng ta sẽ có một tạo hình vuông vức quen thuộc, tạo ra một cảm giác cổ điển và rất là Vespa. Kèm theo phía bên dưới chúng ta sẽ có một cái chắn bùn bám sát với bánh xe, giúp cho việc đi mưa sẽ ít bị bắn bẩn hơn. Dưới cốp thì chúng ta sẽ có một diện tích khá là lớn để có thể để được mũ 3/4 hay là thêm những đồ dùng khá là to, ví tiền chẳng hạn. Và đặc biệt là trong cốp này thì chúng ta có cả đèn LED để soi vào buổi tối. Điều này rất nhiều mẫu xe máy hiện tại vẫn chưa có. Đi kèm với chìa khóa của xe là một cụm chìa khóa Smart Key thông minh, giúp bạn có thể tìm xe trong bãi đỗ, kích hoạt tính năng chống trộm hay là mở xe mà không cần chìa khóa. Về khả năng vận hành, cung cấp sức mạnh cho Valerio SP là một khối động cơ 1000W mạnh mẽ trong phân khúc. Và chúng ta sẽ có 3 chế độ lái trong chiếc xe này tùy với tốc độ mà bạn mong muốn. Lợi thế của khối động cơ 1000W là đề ba khỏe. Phiên bản Valerio SP đã được tinh chỉnh để ga đều hơn, vừa đủ khỏe để chúng ta có thể nhẹ nhàng vượt lên hầm hay là dốc, hoặc là không bị trễ ga khi chúng ta lái. Và đặc biệt là cái ga này chúng ta rất dễ dàng để làm quen khi mà mới lái và bắt đầu sử dụng chiếc xe này. Đi liền với động cơ thì chúng ta sẽ có hệ thống bình ắc quy, và chiếc xe này được trang bị tới 5 bình ắc quy cho thể lượng có thể chạy đến 80 km chỉ với một lần sạc. Và cuối cùng là hệ thống treo của chiếc xe. Nếu các bạn đi một người, chiếc xe sẽ cho khả năng hấp thụ xung lực rất là tốt, êm ái khi chúng ta đi qua gờ giảm tốc hay là ổ gà. Tuy nhiên nếu các bạn mà đi hai người thì sẽ cảm thấy có một chút sóc nhẹ, vậy nên mình khuyên các bạn chiếc xe này các bạn đi một người là hợp lý nhất. Và như vậy, với hơn 15 triệu đồng gần như là không tăng giá rồi, thì chúng ta có một chiếc xe Valerio SP với nâng cấp về đèn LED này, Smart Key và hệ thống động cơ đã được tinh chỉnh cho mượt mà và khỏe khoắn hơn. Các bạn thấy chiếc xe này thế nào? Hãy để lại ý kiến của các bạn ở dưới phần comment của video nhé. Đừng quên nhấn like và subscribe cho kênh YouTube của Xe Điện Việt Thanh để đón chờ những video mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.